Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức thời sự. Theo tạp chí Forbes mới công bố thì SimCity là dự án đầu tiên và duy nhất hội tụ 8 yếu tố của thành phố thông minh tính đến thời điểm này tại Việt Nam. SimCity Premier Homes phát triển dựa trên ý tưởng một thành phố với nền tảng công nghệ tiên tiến, toàn khu công cộng phủ sóng 4G, Wi-Fi tốc độ cao miễn phí, quản lý thanh toán, đăng ký tiện ích trong khu vực của dự án. Sau công nghệ thì thành phố thông minh được thiết kế và vận hành trên nền tảng công nghệ tái tạo không khói, sử dụng năng lượng tái tạo và năng lượng tự nhiên thân thiện với môi trường. Tại đây, nhiệt độ sẽ thấp hơn 2 độ C so với khu vực trung tâm thành phố, thông qua năng lượng gió tự nhiên, hệ thống công viên cây xanh bao phủ, hồ cảnh quan và đài phun nước.